Tớ chào các bạn, tớ tên là Triệu Đình Lợi. Tớ học trường tiểu học Dương Nội A, lớp 2A. Tớ xin giới thiệu Triệu về thiệp sinh nhật. Con rồng tớ lập trình. Trình là khi bấm vào là cờ xanh và liên tục lặp lại 10 lần. Đợi một giây thì tới điểm X, lấy ngẫu nhiên từ trường Bấm vào đầu nhân vật tiên gần đi có con. mưa. Bấm vào nhân vật gần cho các bạn vừa nhìn không? Bấm vào code nhân vật gần á. Rồi đúng rồi. Rồi tiếp đi. Đến 180 y 109 thay tổng y một lượng. Đó thích nhất là cảnh chú rồng bay ngang qua màn hình. Chỉ thôi thôi đêm này chỉ ngủ ngủ sáng Trước khi kết thúc, các bạn có câu hỏi nào không? rồi thì cảm ơn cái phần thuyết trình của Tiến Lợi. Tiến Lợi năm nay con mới học lớp 2 hả Tiến Lợi? Vâng. Rồi vậy là con nhỏ trong lớp rồi, thì con làm được như vậy là tốt lắm rồi nha. Rồi con cố gắng nói mạnh mẽ thêm chút xíu nữa, nói nhiều thêm chút xíu nữa ha, nó giới thiệu thêm nữa. Rồi các bạn khác góp ý giúp cho Tiến Lợi nha. Chưa 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 tắt. Tiến Lợi đã hoàn thành xong cái bài thuyết trình. Sản phẩm của con thì thầy đánh giá là tốt, đạt cái những yêu cầu, có những cái phần sáng tạo như nhân vật rồng. Vâng. Rồi tiếp theo thầy mời tiếp.